Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với
No. Cái này cái gì ơi? Lớp chọc chua im à. Thằng đâu? Ui, cái gì đấy? Ui, lợn à? Bắt được con lợn chọc chua. Ui, xà ngon. Có lõi không? Có đấy. Sao tối hôm nay có thấy gì đâu? Con này ăn no rồi. Ui, anh đi đập.
Ui, quái. Ui, ui thơm lắm. Ui, anh ăn trộm ai? Không, tao có ăn trộm đâu. Đưa đây, đưa đây. Nhiễm bẩn chưa? Cho mày một. Không, nhiễm bẩn chưa? Đi, đây. Này, cho mày một nửa. Một nửa thế à? Thì chạm một nửa đây. Không, để đó. Kia này không công bằng. Đợi đây em một tí. Đưa đây. Ấy. Để em chia cho công bằng. Cho mày đem cân ra đây. Cân đến đây nó mới xanh chín. Ừ ấy, ta bên này. Đấy em ấy. Để em chia cho công bằng. Ấy. Thế bên này nhiều hơn tao về bên này. Bỏ ra. Nhiều hơn. Đấy. Này, nhiều hơn này, đây. Bên này nhiều hơn tao lấy nhiều này. Hơn để đây. Để làm gì? Ấy, thế mày không lấy à? Ê, tao lấy tất. Tao lấy tất. Ấy, thế đi chơi không? Tao đi chơi này. Mày chơi. Chơi. Chơi gai đâu? Cái gì? Chơi đâu? À, đánh đâu vào đâu? Cái gì? Kiếm tiền chứ cái gì? Kiếm tiền á? Ừ. Đây. Lại. Con mà thôi. Mà thôi cái gì? Đã chơi. Rồi. Chơi là đoán đâu vào đấy. Xem cái nào mà đấy, ví dụ như cái này này. Là gì anh đoán được chúng đi anh sẽ được tiền. Nói thử đi xem nào. Cá độ, cá độ không? Nào. Thế nào? Ừ, xưa. Này, đưa tiền này. Nếu mà chơi cái này, hôm nay tao phải lấy lại những gì không, đó. Không, cái này thử thôi. Đấy. Chưa, đột đấy. Chơi thế nào? Thế, hai chục một ván. Hai chục á? Ừ. Chơi to hơn được không? Thằng này không biết nó giở trò gì không nhỉ. Nhưng mà chơi thế này thì bây giờ mình chơi phát đầu 20. Mà giả dụ có mất, phát xong mình chơi 40. Mất thì phát xong mình chơi hẳn 100. Tỷ lệ của mình ăn rất là cao. Mà mắt mình nhìn thì lại rất là tinh. Hôm nay phải lấy lại những gì đã mất cũng được. Rồi, được. Nào, chơi. Chơi luôn. Bao nhiêu tiền? Nào, chơi 20. Đâu? Từ từ. Xem lại đã. Rồi, ok. 20. Đấy chứ. Thế nào? Lại được không? Không để ý. Để ý gì? Không, chơi ơi. Quên mất. Thôi được. Coi như bắt đầu xanh chín. Thế nào? Không cần nhìn xanh chín luôn. Nào. Tao chọn là cái bên phải, cái bên trái. Tao phải chọn phải đấy cơ. Tập vòng vòng tay không tay. Một hàng ở bên này. Bên này. Sụt đây. Đối ra chung. Này. Đây sụt. Mày hên thôi. Ván này là 50. 50 cái gì? À, ván này mày hên thôi. Nào cứ chơi đi. Ván này 50. Nào, cái nào. Ván này tao sẽ đấy. Nhanh tay nhanh mắt. Nào, ok. Ok nhá. Nào, cái nào. Ê, bao mắt chưa? Em không, trong tao 70%. Này, 90%. Cái này có đâu. Đây này. Xin thế. Em cho anh gỡ mà anh kiếm đấy nhở. Tao thua bao nhiêu rồi? Hả? Tao thua bao nhiêu rồi? Anh chung. Bắt để đánh 100. Ok. Đánh hẳn 120. 120 chưa luôn. Tao được 120 là tao lại 50. Ok. Ok. Chơi luôn. Nào. Đâu nhá. Đâu chơi chơi nào. Bên nào nhỉ? Bên này. Rồi ok. Chơi chơi nào. Thôi. Phát này nhá. Đưa tiền 100% luôn. Nào cứ đánh. Đưa tiền đấy. Này. Tốt tay. Lê. Cái nào?
nào? À, quên. Bên trái. Bên trái gì? Trời. What the hell? Đây đây. Em xin nhá. Lấy tiền nhẹ chi? Cho mày tao thu bao nhiêu nhỉ? 100 gì á? Cho mày 200 đi. Rồi. 109 á. 109 cho vay 200. Lại còn đẩy về lãi cơ. Cho vay 200. Được thua 6:30 à? Chuẩn đấy nha. Chuẩn. Chuẩn em đốt ở nhà đấy. Được. Phát này. Rồi mở đi. À nhưng mà 6:30 em ơi, không trả mãi vì trả 300 đấy. Cái gì? Trả thế à? Không thì đưa đây. Cắt cổ à? Chẳng thế à? Đúng anh thì vay được cái đấy. Mà hên thôi. Nào. Nào. Đấy, từ từ ta đã biết cái nào đâu mà ta nhìn. Thì cái này đi con. Ờ, nào. Rồi. Push. Nào. Quả này thì chắc 90% rồi. Em không cho vay thêm đâu đấy. Nốt quả chốt đấy. Mày cho gỡ mà kém đấy nhỉ. Nào. Chưa. Nhận không? Tức là nhận không? Tao 200 nữa thôi. Là 400. Phát này chơi 400. Thấy không? Ok. Thật, tay bên này chắc chắn bên này 100.000 luôn. Cho anh đoán lại. Cho đoán lại, vẫn bên này mày định lừa trẻ con là... Cho anh chắc chắn vẫn lừa. Cả một cái điện thoại đấy. Vẫn bên này đi. Bên này không thể nào sai được. Đó. Cho anh cơ hội. Cái điện thoại ra. Cái điện thoại ra là sao? Một cuối. Cơ. Này, không phải. Này, này, em đã cho anh rất nhiều lần rồi nhá. Điện thoại để tối kia đâu. Tặng anh bộ quân tối đây học. Mai giả. Tặng anh bộ quân tối đây học. Mai giả. Tối nay điện thoại tao còn việc. Chị thế, em lấy được tại đây, em lấy tiêu lấy kìa. Rè, đố mở được mật khẩu đấy. Mai tao chuộc được nhá. Em mang ra đợi em rồi. Cháu cho bà mua em đây. Anh không mang đủ tiền chuộc điện thoại thì em không cây đâu. Tay mình nhanh hơn mà. Nani? À. À mẹ thằng chó kia.